Mới đây, một món ăn giống như sinh tố được bán tại một cửa hàng ở Indonesia khiến cho cư dân mạng không khỏi xôn xao về nguyên liệu cũng như cách thức làm của nó. Thật khó có thể gọi chính xác rằng đây là món gì bởi nó khá giống với cách làm sinh tố nhưng lại đặc sệt như một món ăn và quan trọng nữa, nó chứa rất nhiều ớt. Món ăn có tên Tahu Zero đến từ Indonesia này có tới hơn 100 quả ớt hiểm nghiền và có vị siêu cay. Nguyên liệu để làm món này gần như toàn bộ đều là ớt và nước ớt nguyên chất. Tuy có thêm một chút đậu rán nhưng không đáng kể. Món này được ăn cùng hành tím sau khi nghiền nhuyễn sẽ được cho thêm nước ớt nguyên chất lấp đều lên và thưởng thức. Sau khi chứng kiến những hình ảnh kể trên, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước món ăn đầy ớt này. Người thì bảo rằng ăn xong chắc sẽ mất đi vị giác vì cay quá. Có người lại lo lắng việc đi vệ sinh sau khi ăn sẽ thế nào. Ăn cái này xong, chắc nhập viện cấp cứu vì đau dạ dày quá. Ăn như này có khi không đi nổi vệ sinh ấy chứ. Xem mà thấy cay hết cả miệng, một số cư dân mạng bình luận. Qua món ăn đầy ớt như thế này thì bạn cảm thấy như thế nào? Có bạn nào muốn ăn thử món ăn này không? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!